xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là OnGo X7. Dàn này full chức năng gồm có CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn hỗ trợ ngõ ao X 2 đầu Avera 3.5, dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Có ngõ optical in dùng giải mã 24 bit trực tiếp trên dàn không cần đi mồi. Kích thước của bộ dàn này như sau, chiều cao của loa là 27cm. Chiều ngang cả bộ dàn là 52cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20-30m2. Bass của loa là 13cm. Trep đơm. Hiện tại em đang chỉnh về ngõ Digitas, tức là mình đang nghe nhạc qua chức năng giải mã Optical. Các bác anh lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, vui lòng được cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm trung dàn thì liên hệ em. Đổi nguồn em bán giá là 200.000, mình có thể sử dụng cho dàn mini, dàn trung hay dàn đại đều ok. Ngoài ra em có bán khiển học chỉnh được full chức năng trên dàn, có bán CD, MD, nhận chép nhạc theo yêu cầu. Các bác nào muốn chép nhạc vào CD, MD thì cứ gửi danh sách bài hát vào Zalo, em sẽ chép theo đúng ý thích của mình vô đĩa nha. Thêm nữa thì em còn nhận gắn Bluetooth vào trong âm ly. Đối với Bluetooth gắn trong thì nó sẽ hay hơn, chuẩn hơn, chất lượng hơn Bluetooth gắn ngoài và đương nhiên giá thành sẽ đắt hơn. Chỉ cần bật điện thoại, laptop hay máy tính bảng là mình có thể phát được những bài hát yêu thích mà không cần dây nhỡ rườm rà. Bluetooth gắn trong là mình đưa cái Bluetooth vào trong mặt âm ly nha. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng Digitas giải mã 24 bit. Chưa vơi hết tâm tư, ta kể nhau nghe những vui buồn âu. Tiến một người đi, tôi đứng trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố. Tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh băng mình vào sương gió, sống tròn kiếp trai hồn. Lòng liên hệ 0931008199, gọi trực tiếp để bên em tư vấn hoặc qua Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo nhé. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xuất hàng toàn quốc qua bưu điện. Ship có thì các anh các bác vui lòng cộng giúp em 500.000. Sau đó cho em xin địa chỉ, em xuất hàng tận nhà cho mình. Nhận được hàng thì vui lòng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Bên em bán hàng không bao ship nhé. Còn nếu mà mình không muốn chuyên cọc á thì vui lòng chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình một đĩa mà đi chép nhạc theo yêu cầu hoặc là một dây kết nối điện thoại. Vì là mình đã nghe nhạc qua chức năng optical, bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua chức năng CD nha. Cuối cùng em sẽ test MD, sau đó em quay mặt sau cho mình tham khảo. Mua hàng cứ liên hệ số điện thoại và địa chỉ em vừa nêu trên bài đăng. Xí hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh các bác ở nơi nào em vẫn ship tận nhà được nha. Anh sẽ về thăm quê miền Trung dù nắng tháng. Mình sẽ nghe bài số 3, bài Cõi Nha.
tình yêu nhỏ bé. Hỏi người tình ơi, giờ con thương nhớ người hôm xa, đã hơn những chiều hẹn hò, anh đón anh đưa bên nhau, quấn quýt từng giờ, ôi tình yêu giọt mật thành. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa MD. Em sẽ lấy CD ra. Zile zile, zile zile, eu alerg, iar mile mile, mile mile, pe Maidan, pentru tine, tine, să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun ban, ban, ganja, iarba sunt inutile tine, nu mă tu știi, gheață mea are cine tine. Đây là góc cạnh của lo. Công suất lo 70W, một thùng 140W trên cặp lo. Công suất âm ly là 48W, Onco X7. Optical inout dùng giải mã 24 trực tiếp cho âm ly không cần mồi. Hỗ trợ gọi sấm điện kết nối sấm điện rời tăng giảm trầm. FM, AM tăng số 90. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Mua hàng cứ liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng.